Hello, xin chào toàn thể các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh về miền Tây Bắc của Long. Hiện tại thì Long đang có mặt tại cái cánh đồng nhà bạn Quỳnh các bạn ạ. Quỳnh hay xuất hiện trên video của mình đó. Đây thì hôm nay mình đầu xuân ngày mùng 9 này mình sẽ vào nhà Quỳnh chơi để xem Quỳnh cấy hái nào các bạn nhá. Một mùa vụ mới bắt đầu rồi. Xin mời các bạn hãy theo chân mình. Này các bạn thấy chưa? Phía trước mặt chúng ta là Quỳnh đó. Đang đeo một đôi ủng, một chiếc quần đen, một chiếc áo đỏ, cầm tay cầm theo một chiếc chậu và cả một chiếc xẻng nữa. Đi đấy đi hớt mạ và đi cấy các bạn nhé. Hôm nay mình vào thì Quỳnh hết. Hello, xin chào tất cả các bạn. Quỳnh hết giận mình rồi các bạn ạ. Đây. À, anh em mình đi cấy. Quỳnh mai mùng 10 phải đi học rồi các bạn. Hôm nay là ngày của buổi cuối cùng có thể giúp đỡ được bố mẹ. Thì bảo là cấy sắp xong rồi, chỉ còn một mảnh nhỏ nhỏ nữa thôi. Thì buổi trưa này đang ngủ mình vào mình dựng dậy bắt đi cấy. Quỳnh ăn Tết xong lên được mấy cân? Em lên được 1 cân. Lên được 1 kg đúng không? Thế là bây giờ là bốn mấy? 50 kg. Cao hơn 1m6. Cánh đồng ruộng nhà Quỳnh thì cũng san sát, san sát nhà đấy các bạn ạ. Đây các bạn này, đây một chiếc cánh đồng này. Đồng này đồng trên một vụ hay hai vụ ở Quỳnh? Hai vụ. Hai vụ à? Thế cũng khá là nhiều nước đó chứ. Cấy này lâu lâu mà không cúi đau lưng lắm nhỉ? Em mấy ngày hôm nay em sắp chết rồi. Ê ẩm hết người cái bắp chân ấy, nó trùng xuống rồi. Cấy luôn. Wow, mình tưởng cái ruộng ngay trước mặt nhà các bạn ạ. Nhưng không phải rồi, đang đi cũng khá là xa rồi. Đây đi đường tắt đó. Cái này nếu mà đến mùa vụ gặt thì gánh lúa qua những cái cánh đồng đường tắt này cũng khá là xa. Trên mình thì có những cái cánh đồng nào mà có mỏ nước ra ấy các bạn thì mới có thể cấy được hai vụ một mùa nhá, hai vụ một năm đó. Còn nó không, ruộng thì đa phần là ruộng bậc thang thôi, rất là khó lấy nước, thì đa phần là mùa mưa thì mới có thể cấy được. Còn mùa khô thì có thể trồng ngô hoặc là lạc các bạn ạ, xen canh. Nhà Quỳnh cũng rất là may mắn vì cái cánh đồng cũng gần đồi nên là có cái rạch nước nó xuống, sẽ cấy được hai vụ trên một năm, như vậy là cũng đủ thóc để ăn rồi. Đây các bạn này, đây là những cái con suối nhỏ này, đó chính nó là cái nguồn cung cấp nước cho cả cái cánh đồng này đấy các bạn. Đó, bởi vì trên đằng sau nhà Quỳnh có một con suối. Suối đó thì cũng chảy xuống đây thì cái nước cũng đã cũng như gần như cạn rồi. Xuống đây thì cũng không còn nhiều nước nữa. Nói chung là đủ dùng, không phải dùng máy bơm để bơm lên. Đây các bạn, đây có thể cái chỗ này chắc là khoảng một sào. Người dân ở đây đã cấy rồi. Cái này thì cấy chắc mới bén rễ nên là cũng bắt đầu xanh xanh rồi. Năm nay là cấy hái cũng là khá là muộn đấy, bởi vì mọi năm như mình bên ngoài. Đây rồi, đã đến cái cánh đồng gieo mạ nhà Quỳnh rồi các bạn. Chúng ta cùng xem Quỳnh xúc hớt mạ nào nha. Cái mạ này cái bông bên trên nó hơi hơi vàng vàng các bạn ạ. Nó do sương muối xuống. Bên xa xa chỗ tay mình chỉ nó sẽ xanh mượt hơn, chắc là cái loại mạ khác đó. Mà anh còn thấy có một cái mạ mà người ta gieo trên cái đất cát ấy mà nhổ được nữa em nhỉ? Mà loại đấy nó khó cấy, nó khó. Ừ, mạ đấy thì nó hay bị nhổ, nó hay bị đứt rễ. Mạ này mạ xúc. Lúa này lúa gì đấy em? Lúa em quên. Giờ để em nhớ nhớ. Tàu Thái Bình Khang Dân. Cái gì? Bắc Thơm ở Bắc Thơm à? Thế thì gạo rất là thơm đấy. Cái mạ này cũng thơm mà. Quỳnh biết cấy từ năm bao nhiêu tuổi em? Em á? Em cấy biết cấy từ năm lớp 6. Lớp 6 à? Rất là em giỏi. 12 tuổi. Nhưng hôm nay là một mình em chinh chiến đúng không? Thì sáng em cấy rồi, bây giờ còn một mảnh bé bé thôi, chiều mẹ đi cấy chỗ khác. Thì là cấy đổi công à, mẹ đi cấy đổi công à? Đúng rồi. Ở trên này thì xóm làng hoặc là anh em các bạn ạ, thì nếu mà một gia đình có một hai người cấy thì rất là lâu, nên là ví dụ như nhiều sào thì phải đổi công nhau. Nhà nào có điều kiện thì họ thuê thôi. Đúng rồi, nhà nào có điều kiện thì họ thuê. Còn nhà nào mà không có nhân công thì chúng ta có thể đổi, gần như có đổi ca, đổi kíp đó. Ruộng ở đây cũng là ruộng bậc thang đấy các bạn. Đó, cứ từng tầng một. Nên cao cao với chân núi mà.
Quỳnh quấy chỗ kia nữa khoảng bao nhiêu tiếng xong không? Em quấy 30 phút. 30 phút à? Còn một xẹp nữa đúng không? Nhanh lắm. Cái này có phải trăng dây không em? Có chứ. Cái này phải trăng dây đây không thì kiểu nó mưa xuống đây nó không lên được, rất là lạnh. Vẫn lại gà, vịt trâu bò các thứ đi qua nhẫm mà. Ừ đúng rồi. Có phải cái này có mấy lứa phun thuốc cỏ thì ai phun, bố mẹ đi làm xa hết thì ai phun? Mẹ em ở nhà phun, năm nay mẹ không đi đâu, mẹ em ở nhà. À năm nay mẹ ở nhà rồi à? Ngày trước nha, bọn anh nhà anh trồng hồng mẫu ấy, còn mấy chị em còn phải đi cào cỏ ấy, cào tay sục bùn ấy. Dùng cái cào sắt thì sợ nó bong rễ lên ấy, toàn phải chơi dùng bằng tay rồi. Em trước về những cái móng tay nó đen xì mà. Đây, móng tay em hôm nay về rửa đấy, tí lại đen. Mà dùng cái quất tẩy nó cũng không đi đâu nhá. Đây rồi, cái đồng nhà Quỳnh đây rồi các bạn ạ. À cũng khá là thẳng mấy các bạn. Đó, thẳng tưng luôn. Thì còn mỗi cái xẹp nhỏ nhỏ đấy thôi. Sáng cấy sắp xong rồi, chiều còn cái xẹp nhỏ này thằng nào ngủ dậy muộn thế. Anh gọi mãi mới dậy để đi cấy nốt. Quý anh em mấy đám, đâu những đám nào? Từ từ chân cái chỗ anh quay từ trên cái chỗ cái cây xoan đi kìa. À trên chỗ cây xoan kia đúng không? Một đám với cả đây nữa. À chỗ này cũng khá là nhiều đấy. Mà thế là mà cấy mấy đứa thì cánh mạ thì cánh đường thẳng này luôn, cánh qua nhà chú xong cánh xiên kia. Thì nó sẽ đỡ xa hơn là mấy anh em mình vừa đi. Có cái xe chở xe máy ra đứng. Ừ, anh em mình vừa đi đường vòng. Nào bắt đầu. Bắt đầu thể hiện là một người con gái nông dân. Em làm suốt. Cấy này thì đau lưng lắm các bạn ạ, ngày trước hồi nhỏ nhỏ Long mới lớn nên cũng được thực hành rất là nhiều rồi. Đau lưng xong là cái cơ thể mình nó dồn xuống hai cái bắp chân ấy, đau như luôn. Mỏi lưng nữa. Cấy vào cái mùa rét như này thì khá là lạnh. Mấy hôm nay trời cũng ấm ấm, gió hiu hiu. Tết năm nay lạnh hơn năm ngoái rất là nhiều. Ủa năm nay lạnh thật đấy, năm nay không đi đâu nữa, mùng 1 anh ở nhà luôn. Mùng 1 mưa cho tầm tã. Năm nay Tết thời tiết nó khắc nghiệt quá. Nhưng mà sao mùng 2 lại ấm đi chứ. Mùng 2 là nắng. Thank you.
chẳng biết cấy nhiều đâu các bạn, chỉ ngồi trên bờ để quay thôi, xem theo dõi sông Quỳnh chăm hơi thì trồng rồi lấy cá nhanh các bạn ạ. Quỳnh đang chém gió về cái khu núi phía trước mặt các bạn này, kia quả một quả tròn chỗ tay mình chỉ kìa, đấy chỗ đấy, đấy ừ, nó gần như cái mu rùa bên trên đấy. Thế thì cái khu này nó là gần như của khu đặc chiến, khu bảo vệ cho cái huyện mình còn gì nữa, quân đội các thứ đóng đô cho nó. Đây à, Quỳnh học lịch sử ác phết nhỉ? Không phải, thấy ông bà xưa kể lại thôi. Em để ý cái chậu của em cấy sắp xong rồi đấy, sắp chạm vào bên trên rồi đấy. Thì du cái chậu đi một loạt nữa thì này. Phía xa xa kia có những cái búi tre các bạn này. Kìa có một phía trước mặt kìa một xào chuối. Không biết chuối ăn quả hay là chuối cho lá cho cá. À, không, nhiều lá kia thì chắc chắn là chuối đi ăn quả rồi. Xung quanh có những búi tre các bạn ạ, nó gần như ở dưới xuôi luôn ạ. Không khí trên này thì vô cùng ok rồi các bạn ạ. Cây cối xanh mướt mượt mượt luôn. Cái chỗ xào ruộng kia đang gieo mạ kia là mấy nhà gieo chung ở đấy đúng không? Thì mấy là cái ruộng đấy cũng vẫn cấy chứ? Vẫn cấy. Ừ, ruộng đấy sẽ cấy sau cùng, bởi vì ruộng đấy rất là dễ lấy nước, nó tầm thấp mà. Rồi, Quỳnh đã quấy xong một hàng rồi đấy các bạn. Bây giờ đi cái xẹp bên trong giáp bờ này, xẹp giáp bờ cái chỗ nhọn nhọn này cấy thì nhanh. Người ta đi cấy lấy công, tôi đi cấy còn trong nhiều bề. Quỳnh thuộc bề đấy không? Không biết. Trời ơi, trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trông cho biển cạn đá mòn, trời xanh cái gì? Biển lặng mới yên tấm lòng. Đúng rồi, ông chém. Đấy là những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa của các cụ đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Vì tức là ví dụ nha, người ta đi cấy lấy công, tức là những cái nhà mà người ta không ruộng, người ta đi cấy ấy, được thuê người ta cấy thì người ta cấy lấy công thôi, cứ cấy bao nhiêu người ta ăn công bấy nhiêu. Tôi đi cấy còn trông nhiều bề, tức là ví dụ nhà mình có ruộng thì mình còn phải trông nhiều bề, trông trời, trông đất, trông mây, tức là trông trời xem nó nắng hay mưa, trông đất xem nó đã được cấy chưa. Đấy, tức là ý nói là đi làm thuê còn hơn là nhà có ruộng. Trời gió ác các bạn. Quỳnh có biết là trong vòng cấy như này trong vòng bao nhiêu tháng sẽ được thu hoạch không? 3 tháng à? Bây giờ tháng 2, đầu tháng 2, tháng 5 à? Cuối tháng 5 sẽ được thu hoạch các bạn ạ. Nó rơi vào giáp hè đó. Hè thì phơi lúa thì nhanh khô cực luôn. Chỉ hai ví dụ gặt như này xong để đấy xong là. Ở nhà em gặt là bó hay là gặt cho vào sọt để gánh về? Em làm bó. À, cũng gắn bó thì giống bên ngoài anh. Ở nhiều nơi người ta còn gặt xong là người ta phơi luôn ấy. Phơi luôn trên dạ này. Xong để họ chỉ cần phơi qua nắng. Ở đây em gặt xong là để phơi đến chiều về gánh. Nhưng mà trời nắng thì ấy. Trên mình là vùng núi mà nó không phải cái thuộc cái dạng gần như kiểu một con trải các bạn ạ. Nó ruộng bậc thang cũng là ruộng bậc thang chân đồi thôi, nhưng mà nó không phải là ruộng bậc thang ở trên những cái đồi cao. Nên là cái sinh hoạt cấy gặt ở đây nó cũng tương đối là khác so với vùng cao hẳn. Vùng cao hẳn người ta cấy lúa lương các thứ ấy. Trên lương, trên đồi, ruộng bậc thang cao hẳn lên luôn đó. Thì cấy những cái lúa gần như của cấy khô ấy. Không có nước mấy. Trên đấy thì nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm các bạn ạ.
cấy ví dụ như vợ chồng trẻ này mà cấy hái này còn cho con ra bờ ruộng ngủ, ngủ gật ở ruộng luôn. Trên mình cũng cảm nhận nó cũng là cuộc sống nó cũng khá là ổn hơn rất là nhiều so với những cái vùng thật sự là cao. Cũng khá là lâu rồi các bạn ạ, gần như gần chục năm rồi mình không ra được những cái cánh đồng nó rộng như này. Đồng rộng như này mà ví dụ như thời mình còn bé bé đó, anh em còn ra đây chăn trâu thả diều nữa thì rất là thích. Nướng khoai ăn trộm ngô. Nướng khoai còn cho vào cái cống cống của cái cống sữa đó, cống sữa xong là cho than vào. Xong quay. Quay tít lên cho than nó hồng nó chín luôn trên đấy. Hay lắm. Tuổi thơ dữ dội lắm. Ra Tết này thì có nhiều lễ hội lắm nhưng mà mình dạo này sợ dịch corona hay cái gì nhỉ? Mình chả dám đi đâu cả, chỉ quanh quẩn ở huyện thôi. Quỳnh này thì xuất hiện trên video của mình rất là nhiều rồi các bạn. Cái năm ngoái thì bố mẹ cũng như anh trai Quỳnh đi làm ăn xa, một mình ở nhà thôi. Đến mùa vụ thì bố mẹ về đỡ, còn không là cứ ở nhà, buổi tối thì xuống bà ngủ, còn ban ngày thì sinh hoạt tại gia đình, sáng đi học, chiều về ngủ. Đúng không Quỳnh? Rồi chiều về quanh quẩn ấy, bếp núc các thứ dọn dẹp. Trong tem thì Quỳnh ấy nhất các bạn ạ, trưởng thành nhất. Mi Vi Trang thì còn ngây thơ lắm. Không biết công việc nhà không biết mấy. Thì được chiều má à. Vừa nãy Quỳnh xúc bằng này mạ mình chẹp gió mình bảo đủ, không biết là có đủ không, không đủ. Quỳnh đang bảo thiếu đây. Thiếu tí nữa mình thì xúc. Anh xúc cho em hai xẻng là đủ. Anh mà xúc thì khéo một tảng, một nó không, anh xúc mỏng thôi, anh xúc đúng tầm rễ thôi. Đau lưng Quỳnh? Có. Cấy mấy hôm không thông nhau đau lưng lắm các bạn. Nên không phải đi cấy đổi công với mẹ đấy. Cấy mỗi ngày chỉ cấy khoảng tiếng 2 tiếng thôi. Em cấy trùng qua hôm kia nhớ. Cấy sợ nhất cấy đổi công ngủ. À ngày dã ở ruộng. Nếu mà bình thường cho em cấy này một ngày, cấy đúng giờ đủ giờ ấy. Ví dụ như cấy sáng cấy 4 tiếng, chiều cấy 4 tiếng thì em cấy được khoảng mấy sào, sào không? Họ cấy được bao nhiêu em cấy được bằng đấy. Sào đấy. Nếu mà một mình ấy, cấy được một sào một ngày đấy. Đi gặt thì nhanh chưa? Đỡ phải cúi gấp xong là khu khu một lúc xong đám. Cấy hái này thì vất vả lắm các bạn ạ. Đâu có phải là cấy bừa xong là gieo mạ xong là cấy là xong đâu. Xong này còn phải chăm bón nữa. Khu vực nào mà nó thiếu nước thì còn phải đi canh nước, nước ra nước vào. Xong là còn phải bệnh tật, xong là phân, phun thuốc. Xong này còn phải gặt nữa, gặt rồi phơi thóc, phơi lúa, đi sát thì mới ra được những cái sản phẩm. Cả năm cả mùa đấy các bạn. Nhưng cây lúa nó còn nhàn hơn là làm màu. Làm màu còn phải làm cỏ vun bón, xong là phơi phóng. Cây lúa này thì cấy xuống cái là qua ngày nọ tháng kia. Và sau cơ khoảng một tiếng thì Quỳnh đã hoàn thành nốt cái đám ruộng này rồi các bạn. Và bây giờ mới có 3 giờ chiều thôi. Bây giờ về nấu ăn, uống rượu.
đau lưng không? Đây là Thanh Liên Quỳnh các bạn ạ. Nửa tháng rồi anh em không gặp nhau. Xin chào mọi người nhá, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Về thôi. Bye bye nhá. Tay vẫn còn buồn.